Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hòa Bình khẩn trương rà soát các nguy cơ sạt lở. Đà Nẵng đầu tư 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố vì môi trường. Cơ hội bứt phá cho du lịch Ninh Bình. Cần Thơ hàng trăm hộ dân ở quận Ô Môn thiếu nước sinh hoạt từ đầu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình 75 năm hình thành và phát triển của Liên Hợp Quốc, gìn giữ hòa bình là sứ mệnh cao cả mà Liên Hợp Quốc hướng tới và kiên trì thực hiện bền bỉ trong suốt 3/4 thế kỷ qua, và Việt Nam luôn là thành viên đóng góp tích cực vào sứ mệnh cao cả đó của Liên Hợp Quốc. Trong 6 năm kể từ khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã cử hàng chục sĩ quan quân đội và 3 bệnh viện dã chiến đến các phái bộ. Mặc dù phải làm việc trong môi trường đa phương nhiều khó khăn, nhưng các sĩ quan Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc và chỉ huy các phái bộ đánh giá cao về trình độ chuyên môn và ý thức kỷ luật tốt. Khát khao được cống hiến cho quân đội, cho quốc gia, cho tổ quốc, đấy là làm cái điều là không có gì thay đổi. Cái môi trường và cái tính chất công việc nó tạo cho tôi một cái chút mở là bản lĩnh cũng như đặc biệt là cái kinh nghiệm công tác. Nên là chúng tôi tin tưởng là không có gì khó khăn mà chúng tôi không thể vượt qua. Cơ quan quản lý của Liên Hợp Quốc tại phái bộ thì họ đều đánh giá là sĩ quan Việt Nam hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc và một số đồng chí là hoàn thành đặc biệt xuất sắc cái nhiệm vụ mà Liên Hợp Quốc giao cho. Cái tỷ lệ này đối với một số quốc gia khác và đối với cái tỷ lệ chung của Liên Hợp Quốc thì chỉ chiếm dưới 2%. Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp, điều kiện y tế sẽ có nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng những sĩ quan Việt Nam vẫn khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi họ hiểu rằng trên vai mình đang có một sứ mệnh vô cùng cao cả và vinh quang. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho các chuyến tàu hè, trong đó giảm đến 50% cho khách mua nguyên đoàn xuất phát từ ga Hà Nội từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm nay. Cụ thể, tuyến Hà Nội Vinh tùy theo mác tàu, ngày xuất phát, số lượng khách trong đoàn và loại chỗ, mức giảm áp dụng từ 5 đến 13%. Tuyến Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Đà Nẵng áp dụng giảm giá vé đối với các mác tàu SE19, SE20, QB1, QB2 và QB3, QB4 từ 5 đến 15%. Tàu khách thống nhất SE3, SE4 giảm từ 2 đến 14%. Tiềm năng và dư địa phát triển của dịch vụ logistics còn rất lớn. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của ngành này còn hạn chế, đòi hỏi cần có các giải pháp kịp thời để phát triển thị trường logistics nói chung, cải thiện năng lực của doanh nghiệp nói riêng. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội thảo phát triển thị trường dịch vụ logistics cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương tổ chức mới đây. Các hoạt động logistics ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Hiện nay thị trường logistics tại Việt Nam được đánh giá cao về mức độ phát triển logistics và đứng thứ tư trong ASEAN. Hơn 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong mảng này, trong đó 89% là doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, số này chỉ chiếm khoảng 20% doanh thu toàn thị trường. Điều này cho thấy những hạn chế của ngành này. Một vấn đề nữa là hiện nay cơ sở pháp lý liên quan đến giao thông vận tải và logistics hiện vẫn chưa đủ. Theo đó, các đại biểu cho rằng vẫn cần hoàn thiện khung pháp lý logistics minh bạch, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Về phía các doanh nghiệp logistics cũng cần mạnh dạn ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để chuyển đổi số, nắm bắt thời cơ phát triển dịch vụ logistics. Lotte sẽ không đóng cửa chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tại Việt Nam. Đây là khẳng định của đại diện Lotte Việt Nam ngày hôm qua. Sở dĩ có thông tin này là do đang có cách hiểu chưa chính xác trong thông tin từ báo chí Hàn Quốc. Vị đại diện này cho biết thêm, hiện nay hoạt động kinh doanh của Lotte Việt Nam vẫn đang diễn ra bình thường và các kế hoạch mở rộng kinh doanh đang được thực hiện. Dự kiến thời gian tới, công ty sẽ đầu tư một nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An và sẽ mở 10 cửa hàng trong năm nay. Đại diện này cho biết thêm hiện nay hoạt động kinh doanh của Lotteria Việt Nam vẫn đang diễn ra bình thường và các kế hoạch mở rộng kinh doanh đang được thực hiện. Dự kiến thời gian tới, công ty sẽ đầu tư một nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu, Long An và sẽ mở 10 cửa hàng trong năm nay. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân, ngay từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã và đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đồng thời tăng cường các giải pháp ứng phó, phòng ngừa thiên tai sát với điều kiện thực tế.
Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, trước mùa mưa bão, toàn tỉnh hiện có 234 điểm dân cư có nguy cơ bị thiệt hại do thiên tai, với hơn 2.700 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng cần có phương án sắp xếp ổn định lại. Trong đó có 105 điểm với trên 1.500 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở đất đá, 92 điểm với hơn 400 hộ có nguy cơ bị úng ngập sâu. Qua đây tôi cũng đề nghị các địa phương thì khẩn trương là triển khai rà soát, đánh giá lại các điểm có nguy cơ sạt lở cao và các điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét, để từ đó đưa ra xây dựng và triển khai phương án di dân đến nơi, phương án di dân chi tiết, thật chi tiết đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa bão năm 2021. Để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, củng cố các tuyến đê, đập, hồ chứa theo kế hoạch, xây dựng phương án chi tiết di dời dân khi có thiên tai xảy ra và bố trí các điểm ổn định dân cư khi thực hiện sơ tán. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tham gia phòng tránh thiên tai, sẵn sàng các phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đà Nẵng sẽ đầu tư 15.000 tỷ đồng để thực hiện đề án xây dựng thành phố sinh thái với quan điểm bảo vệ môi trường làm nền tảng, phù hợp với tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2030 và luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đề án vừa được phê duyệt với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có, phấn đấu và lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái, gồm 4 nhóm thành phần trọng tâm: phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đặt ra các giải pháp cụ thể, lồng ghép với chiến lược quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 4.0. Chủ động phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm gắn với giải quyết các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Buổi giới thiệu được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức, có kết nối trực tuyến với các tổ chức thế giới như JICA, UNDP và một số địa phương của Nhật Bản, Hoa Kỳ. Dịp này, Đà Nẵng cũng giới thiệu chương trình Đại nhạc hội thế giới nước với chủ đề Nước hồi sinh, diễn ra lúc 20 giờ ngày 29 tháng 4 tại nhà hát Trưng Vương, nhằm truyền tải thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về những giá trị của môi trường. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất sửa điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Theo tờ trình, dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua trong các kỳ họp năm 2022 và 2023. Thời gian luật có hiệu lực dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Một triển lãm tranh trực tuyến với tên gọi Gieo tổ ấm đã được tổ chức nhằm đóng góp vào quỹ từ thiện Gieo nhà gặt nhà, đã bắt đầu diễn ra trên trang Facebook Anubao As and Artist và Việt Nam Art Space, đồng thời trên trang Facebook Ngô Trần Vũ. Triển lãm gồm gần 100 bức tranh của hơn 60 họa sĩ uy tín trong giới mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu như sơn dầu, sơn mài, màu nước, lụa, phản ánh những vấn đề đương đại trong cuộc sống, phong cảnh, thiếu nữ, nghệ sĩ, hoa, tĩnh vật, môi trường. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12 tháng 5. Những bức tranh được bán, tác giả sẽ ủng hộ từ 50% giá bán trở lên cho quỹ Gieo nhà gặt nhà để giúp đỡ các gia đình khó khăn ở khu vực miền Trung. Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát ngày 20 tháng 4, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 chính thức diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với chủ đề Hoa Lư, Cố đô ngàn năm. Sự kiện được kỳ vọng là đòn bẩy giúp ngành du lịch phục hồi, phát triển trở lại sau thời gian dài ngủ đông do đại dịch COVID-19. Khách tham quan những tuyến điểm du lịch tại Ninh Bình đang bật tăng trở lại. Cùng với di sản văn hóa và thiên nhiên Tràng An, Bái Đính, nhiều sản phẩm du lịch mới đang được địa phương này đưa vào khai thác, tạo điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia 2021. Tôi có hai sản phẩm chủ lực là khu lưu trú và khu trải nghiệm đồng quê. Thì khu lưu trú là 2,5 hecta, bao gồm 40 phòng bungalow trên hồ. Bên ngoài được thiết kế rất là mộc mạc giản dị, bên trong thì hiện đại và đầy đủ tiện nghi.
chào đón năm du lịch quốc gia, hơn 500 đơn vị du lịch trên toàn quốc đã hội tụ với Ninh Bình để khảo sát những tuyến điểm du lịch mới nhằm xây dựng sản phẩm kích cầu. Nhiều chuyên gia lữ hành phía Nam thực sự ấn tượng với du lịch sinh thái tại Ninh Bình và nhận định địa phương này có nhiều tiềm năng thu hút khách nghỉ dưỡng. Cũng là một cái điểm đến mới đối với cái lượng khách ở trong miền Nam, thì trước giờ người ta có thể là thông thường đi về cái miền Tây sông nước, thì bây giờ có thể thung nham đâu đó có thể kết hợp được một vài yếu tố đó của miền Tây, và người dân Sài Gòn người ta đây rất là thích. Hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện năm du lịch quốc gia đã sẵn sàng. Không chỉ riêng với Ninh Bình, việc tổ chức năm du lịch quốc gia còn khích lệ toàn ngành du lịch vượt qua khó khăn để nhanh chóng phục hồi. Chúng tôi xác định đây là một cơ hội rất là quan trọng, là điều kiện hết sức là thuận lợi để cho Ninh Bình nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch. Mà cái điểm quan trọng mà tôi thấy rằng là trong cái năm du lịch này thì các tỉnh thành trên toàn quốc phải cần có sự kết nối, chia sẻ để tạo ra những sản phẩm du lịch có tính chất liên vùng. Năm nay, Ninh Bình phấn đấu đón 7 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là thời điểm thích hợp để phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động du lịch nội địa, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát. Thay vì chỉ được coi là phương pháp bổ trợ, thì mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức cho phép dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, trước thực trạng chất lượng dạy trực tuyến như hiện nay còn nhiều bất cập, thì quy định này cũng đặt ra nhiều băn khoăn. Dù mất vài tuần mới chuẩn bị xong một bài giảng online để duy trì việc dạy học trong thời điểm nghỉ dịch, tuy nhiên, do sĩ số đông cộng với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nên hiệu quả mang lại cho cô Hằng và học trò không được như mong muốn. Rất nhiều em học sinh đã bị các cái lối học cũ, tức là lối học thụ động, làm cho các con bị quen cái lối tư duy như thế rồi. Cho nên việc mà bắt nhịp với lại cái phương pháp học tập mới như thế này thì chắc chắn là sẽ cần có cái thời gian. Không bị vướng vào điều kiện cơ sở vật chất và sĩ số lớp học chỉ 15 em, tưởng chừng đây sẽ là điều kiện lý tưởng để việc dạy và học online hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ đạt 60% so với trực tiếp là thừa nhận của cô Hương về hiệu quả của phương pháp này. Cái hoạt động nhóm và tương tác của học sinh rất là khó khi mà hoạt động online, thậm chí hoạt động nhóm gần như là không thể, đang cố gắng để cho cái số phần trăm này nó được cao hơn. Tất nhiên là điều đó không hề dễ dàng. Cơ sở vật chất không đồng bộ, cộng với ý thức của học sinh chưa cao nên hiệu quả học trực tuyến không bằng, thậm chí thấp hơn nhiều so với trực tiếp. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên cho phép việc dạy học trực tuyến thay cho trực tiếp trong điều kiện bất khả kháng, chứ không nên thực hiện đại trà. Việc học trực tuyến đạt hiệu quả thì đòi hỏi ý thức tự giác của người học phải rất cao. Trong giai đoạn hiện nay chưa đạt được một cái điều để có thể cho phép là kết quả giảng dạy trực tuyến sẽ thu được giống như kết quả giảng dạy trực tiếp. Cùng với đó, việc dạy trực tuyến chỉ mang lại hiệu quả về mặt kiến thức, trong khi với học sinh, nhất là các cấp bé, thì còn phải được trang bị cả về đạo đức và nhân cách, mà những tiêu chí này sẽ khó đo lường nếu không dạy học trực tiếp. Cái sự tương tác với cha, với các bạn trong lứa tuổi của mình này, với cả giáo viên là điều vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển cái năng lực và phẩm chất cho trẻ. Thế vì vậy mà về mặt kiến thức thì hoàn toàn có thể đáp ứng được với việc học online và đáp ứng đối với những cái cuộc thi hoặc kỳ thi đánh giá về mặt kiến thức. Nhưng mà những cái yếu tố khác thì vẫn cần cái sự tham gia của việc học trực tiếp. Từ những bất cập của việc dạy trực tuyến hiện nay thì nhiều ý kiến cho rằng quy định cần phải rõ thời điểm, điều kiện mà các trường đang thực hiện dạy trực tuyến thay cho trực tiếp. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mỗi nơi làm một kiểu trong khi chất lượng chưa được đảm bảo. Theo thông tư số 23 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thuốc lá và rượu đều phải được dán tem điện tử. Doanh nghiệp tổ chức nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu có trách nhiệm lập đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước ngày 30 tháng 4 của năm liền trước năm kế hoạch, phù hợp với nhu cầu sử dụng tem điện tử.
Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm in cấp tem điện tử cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Một điểm mới đáng chú ý của luật là khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu và cũng không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bên cạnh sự vui mừng của người dân thì cũng có nhiều sự băn khoăn không biết những giao dịch hành chính sẽ được thực hiện như thế nào khi không còn sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 7, cơ sở dữ liệu giữa ngành đã liên thông với nhau hay chưa? Chị Trần Thu Hà có hộ khẩu ở quận Hai Bà Trưng, nhưng sau khi lấy chồng thì cư trú lại ở quận Hoàng Mai. Năm nay, con gái chị bước vào lớp 1, trước bé theo hộ khẩu mẹ, giờ muốn chuyển con về hộ khẩu ở Hoàng Mai để tiện việc đi học. Thế nhưng, trước thông tin mùng 1 tháng 7 khi người dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan chức năng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu và cập nhật thông tin mới vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chị Hà khá lo lắng bởi không biết các thủ tục nhập học sẽ thay đổi như thế nào. Không biết là nhà trường thì sẽ có yêu cầu là đồng ý có sổ hộ khẩu hay không, hay nhà nước bắt bỏ đi thì có hỗ trợ cái phần đấy cho sở giáo dục hay không ấy. Thế xong rồi là sẽ phân tuyến các thứ này khác đấy. Đấy thì sẽ gây ra rất là nhiều cái mà cho bố mẹ phải lo lắng cho các con đấy tuổi đi học. Không phủ nhận, chủ trương bỏ sổ hộ khẩu là cần thiết, đáp ứng mong mỏi từ lâu của người dân, bảo đảm quyền tự do cư trú của người dân. Nhưng bên cạnh đó, người dân cũng lo ngại, không biết giấy tờ gì sẽ chứng minh những thông tin cá nhân khi sổ hộ khẩu đã bị thu hồi trong giai đoạn chuyển giao này. Tôi cho rằng là tất cả những phương án này thì đã được Bộ Công an cũng đã tính toán đến. Nhưng mà theo cái cách nhìn nhận và đánh giá của tôi, và tôi cũng đã được quan sát, thì thấy rằng là bao giờ nó cũng có những độ trễ của những cái chính sách, đặc biệt là vấn đề cái hệ thống cơ sở dữ liệu lớn. Và chúng ta chuyển đổi một hình thức rất là lớn, tác động rất nhiều đến đời sống xã hội. Thì chúng ta cũng phải có nhiều phương án. Nếu chúng ta nhất theo một phương án thì chắc chắn sẽ xảy đến những có thể xảy ra những hệ lụy mà chúng ta rất là khó có thể khắc phục được trong một sớm một chiều. Chúng ta phải có những biện pháp bổ sung kịp thời để mà chúng ta xử lý cái việc đó. Chứ tránh cái tình trạng là chúng ta máy móc, là khi mà luật nó có hiệu lực rồi thì chúng ta cứ thế mà làm, còn không quan tâm gì đến cái quyền lợi của người dân và những cái vướng mắc trong quá trình thực hiện là không được. Cho nên tôi đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn, cần phải có một cái sự nghiên cứu một cách hết sức kỹ lưỡng, nghiêm túc để có đề xuất tham mưu và để chúng ta có những cái biện pháp xử lý một cách kịp thời, có thể trong ngắn hạn. Điều cần thiết nhất trong thời điểm này là Bộ Công an sớm công bố quy trình cụ thể về việc bỏ sổ hộ khẩu, cũng như liên kết dữ liệu với các cơ quan có liên quan để minh bạch thông tin cho người dân, tránh tình trạng bên bảo thế này, bên bảo thế kia. Không có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ có thể khiến chính sách mới không phát huy hiệu quả như mong muốn. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm hộ dân ở khu vực Thới Lợi và Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng, không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khu vực này. Người dân hai phường Thới Lợi và Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ hàng ngày phải dùng nước sông sinh hoạt trong khi nguồn nước khá ô nhiễm. Nước ở đây thì bữa có bữa không, mà có khi thì có cặn. Nhiều khi đám tiệc đồ nước không có nước để xài, mà khi đi góp tiền là nước ra mạnh, mà tới chừng mà ngừng góp tiền là nước yếu. Được biết, nguồn nước sinh hoạt của bà con nơi đây do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ quản lý. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người dân nơi đây vẫn đợi nước hàng ngày. Đồn biên phòng Sipafin, Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Pồ bắt giữ 25 đối tượng, gồm 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc, có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép tại bản Pú Đao, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng đưa dẫn đưa thuê để tổ chức đưa trái phép người Trung Quốc sang Lào và sẽ được nhận tiền công từ 2 đến 3 triệu đồng một người. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp.